là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ review với mọi người một sản phẩm mà gọi là rất tốt cho sức khỏe, lại cực kỳ to. Đây, Thanh đang cầm trên tay, đưa lại gần cho mọi người nhìn cho kỹ nha. Đây là glucosamine của Healthy Care. Nếu mà các bạn mà gọi là các mẹ hay sang Hàn Quốc, đam mê Hàn Quốc đồ thì sẽ chắc là không bao giờ mà không biết tới cái hãng sản chuyên sản xuất về các vitamin và thực phẩm chức năng của Úc là Healthy Care. Cái hãng này đặc biệt là một hãng nội địa của Úc, chuyên sản xuất những cái thực phẩm chức năng và vitamin của Úc rất là chất lượng, nhưng đặc biệt giá thành lại rất là ok, rất là ổn chứ không có bị mà cao giá quá. Là một cái sản phẩm thích hợp cho mọi người, mọi gia đình luôn. Và đặc biệt nữa là Healthy Care thường là mang tới một cái sản phẩm rất là to, rất là nhiều sản phẩm ở trong một lọ để mà có thể hạ giá thành xuống cho mọi người một cái mức giá mà tốt nhất. Hôm nay Thanh sẽ review về cái glucosamine 150mg của Healthy Care mọi người nha. Glucosamine á thì là một cái chất để mà bổ sung vô trong khớp khi mà ba mẹ hay là ông bà chúng ta gặp những vấn đề về đau khớp, viêm khớp, sưng khớp thì glucosamine đó là một cái gọi là một cái phẩm chức năng, một cái thuốc bổ để mà hỗ trợ chống viêm khớp, để mà bôi trơn các khớp của chúng ta. Sau tuổi 40 á, thường là các khớp của chúng ta sẽ thoái hóa từ từ, sẽ bắt đầu gặp những cái triệu chứng như là đau nhức, thì cái glucosamine này nó sẽ làm giảm tạm thời cái triệu chứng đau và hỗ trợ khỏe mạnh lại cho khớp xương của chúng ta. Nếu mà nói là hỗ trợ giảm đau á, thì là hỗ trợ một phần nhỏ và từ từ sẽ chữa lành cái khớp của chúng ta, chứ không phải là như mà thuốc giảm đau uống tức thì vô uống một viên như là mình cảm thấy hết đau liền mọi người nha. Đây là một cái thực phẩm chức năng, là thuốc bổ bổ cho xương khớp của chúng ta khi mà khớp của chúng ta gặp những cái vấn đề như là bị khô, bị thoái hóa, bị viêm, bị đau á, thì cái glucosamine này sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị bệnh viêm khớp, xương khớp. Thì cái lọ Thanh đang cầm trên tay là một cái lọ rất là to luôn, một lọ 400 viên này mỗi ngày chúng ta chỉ sử dụng một viên thôi. Đặc biệt glucosamine chúng ta chỉ sử dụng một viên thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng hơn một năm lận, hoặc là nhà chúng ta sẽ có ông bà thì ông bà sử dụng chung thì sẽ sử dụng hơn nửa năm, gần một năm mới hết được một lọ mọi người nha. Và đặc biệt nữa đó, mọi người nên nhớ là glucosamine chúng ta chỉ sử dụng một ngày một viên thôi, không như là sụn cá mập Thanh đã từng review cho mọi người rồi á, thì là một ngày chúng ta có thể sử dụng tối đa là 2-3 viên. Glucosamine chúng ta sử dụng một viên thôi. Những người gặp những cái vấn đề về xương khớp, đau nhức xương khớp thì nên sử dụng glucosamine mọi người nha. Và sẵn đây thì Thanh nói luôn, nếu mà chúng ta bị bệnh về xương khớp thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa glucosamine và dầu cá omega 3, hoặc là sụn cá mập và dầu cá omega 3, chứ chúng ta không nên sử dụng sụn cá mập cùng với glucosamine mọi người nha. Chúng ta chỉ sử dụng một là glucosamine, hai là sụn cá mập. Hai cái sản phẩm này có công dụng ngang ngửa như nhau, nhưng mà về sụn cá mập thì hôm bữa Thanh có review chi tiết một cái video rồi, mọi người có thể mà tìm ở trong trang YouTube của Thanh để mà xem lại. Thì một là chúng ta sử dụng gluco, hai là sụn cá mập, và chúng ta sử dụng thêm dầu cá omega 3 là tốt nhất để mà hỗ trợ xương khớp chúng ta, hỗ trợ mà các bệnh viêm khớp, để mà giảm đau, để mà phục hồi lại các khớp gối, khớp xương của chúng ta đã mà bị thoái hóa dần. Thật ra thì cái glucosamine này có hỗ trợ những cái cơ sụn của chúng ta để mà hoạt động lại trơn tru hơn. Nên nếu mà nhà chúng ta có người lớn hay bị đau xương khớp thì mọi người nên sử dụng thử, mua cho người lớn trong nhà chúng ta, hoặc là những người trên 30 tuổi có vấn đề về xương khớp, bị thoái hóa khớp thì chúng ta cũng có thể sử dụng hỗ trợ glucosamine này nha mọi người. Glucosamine hiện tại bên Thanh á thì có của Healthy Care, có của Blackmore và có của nhiều hãng nữa. Mọi người có thể nhắn vô trang page hoặc là
lên trang Instagram của Thanh để mà xem là hiện tại Thanh bên Thanh có nhập về những hãng nào. Thanh có thể mà nói sơ về glucosamine của Blackmore và của Healthy Care, thì so ra của Healthy Care sẽ là có lợi hơn về mặt chi phí so với lại của Blackmore. Blackmore một hộp thì chỉ có 180 viên, 150 viên thôi, còn của Healthy Care thì là 400 viên, nên nó sẽ có một phần lợi hơn nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài và chúng ta có ông bà cùng sử dụng chung. Thì Thanh yêu anh khuyên mọi người là nên sử dụng của Healthy Care. Giá của Healthy Care này, glucosamine này thì cũng rơi vào tầm khoảng 600 mấy hoặc là hơn 700 một chút, tùy theo thời giá lúc đó là chemist có sale hay không, sale nhiều hay sale ít, và tiền vận chuyển về Việt Nam sách tay và e cargo nó sẽ trên lệch như thế nào. Thì mọi người nếu muốn biết giá chính xác thì hãy nhắn tin vào trang cho Thanh, hoặc là comment ở dưới video này, hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh. Thanh sẽ báo giá với mọi người là hôm nay nếu mọi người đặt hàng thì giá chính xác từ tay sẽ bao nhiêu, và nếu có sẵn thì giá hiện tại đang là bao nhiêu, để mọi người biết chính xác hơn về giá nha. Hôm nay Thanh review tới đây thôi, tạm biệt mọi người và hẹn mọi người gặp lại trên cái video khác nha. Bye bye.